Dạ em xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Kỹ Vật Chiến Tranh của em nè. Hôm nay thì em lên clip số 160. Hôm nay thì chủ yếu là một số nón của Mỹ. Ở đây hầu như là nón của Mỹ. Và những cái nón này nó khá là hiếm và rất là ít gặp nha. Giống như đây là một cái nón nỉ nè, nón nỉ của Mỹ. USA nha. Cực kỳ hiếm gặp, size đẹp. Rồi đây thêm một cái siêu phẩm nữa. Đây là một cái nón nhựa hội đồng của Pháp xưa. Nón nhựa hội đồng thời xưa nha. Rồi hai cái. Đây. Đây cũng là một cái nón hiếm này, đây là một cái nón sắt mạ chrome màu trắng. Cái này thì được dùng trong các cái buổi lễ của bên quân đội Mỹ. Nón sắt mạ chrome. Cái đó cực kỳ hiếm nè. Rồi, đây cũng là một cái nón hiếm nè. Bình thường á thì mọi người thấy không, cái nón vành á, nón phíp vành thì nó chỉ như thế này thôi. Nhưng mà được cái này á, mọi người thấy không, nó có sọc 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 sọc, giống như sọc dưa đó. Giống như trên cái nón bố người ta gọi là lằn mặt trời đó. Thì đây cái nón phíp này cũng vậy nè, nó có sọc sọc rất là đẹp nha. Hàng chuẩn xịn của Mỹ. Rồi, thì hôm nay em lên clip 160, mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ với em là 0983880744. Rồi em lên mã đầu tiên nha. 160.1, đây là một cái nón bố Mỹ đời 1973. Nón bố Mỹ đời 1973, nón này là nguyên rin toàn bộ, cái này gần như mới chưa sử dụng. Tất nhiên thì hàng lâu năm thì nhiều khi nó phải có trời trời một chút xíu nha. Đây, bên ngoài đây là sơn rin, còn sơn rin cắt nhám này, mọi người thấy không ạ? Cái này không biết nó dính vào cái sơn tường này hay cái gì đó. Đây, ở đây thì nó có dính cái gì đen đen nè. Nói chung là cái này mình có thể lau ra nha. Rồi, cái dòng nón bố Mỹ thì nó sẽ rất là mềm, mọi người có thể bóp được nha. Đó, nón bố Mỹ nè. Nón bố Mỹ thì nó sẽ rất là mềm, chứ nó không như nón phíp. Nón phíp thì mình không thể bóp được, nhưng mà nón bố Mỹ thì mình bóp thoải mái nha. Nón này thì dây rin toàn bộ và chưa qua sử dụng. Đó. Dây bi xịn sò nha. Rồi dây ốp. Nói chung là nón này là rin toàn bộ và độ mới gần như chưa qua sử dụng. Giá của nó là 3.200.000, 160.1. Giá là 3.200.000. 160.2 thì đây là một cái nón sắt. Cái nón sắt nó là cái vỏ ngoài của cái nón bố ở trong một cái bộ nón M1 của Mỹ thời xưa. Thì nón sắt này là nón sắt Mỹ xưa, rất là đẹp, không có dấu cắn móp hay là dấu nứt nẻ gì nha. Thường thường những cái dòng này thì nó hay bị nứt, nó những cái vết rạn, nhưng mà riêng cái này thì nó rất là đẹp. Nó không có bị nứt, nó chỉ có trầy sơ sơ thôi. Tức là đây nè, cái sơn cát nhám nó bị trầy sơ sơ như thế này, chứ nó không bị nứt nẻ gì nha. Đó, ở đây thì nó có số 2 nè, nó có mã số nè, số 2 nè. Rồi nón này thì em bán giá là 1 triệu. 1 triệu cho cái nón sắt của Mỹ này. Nón sơn rin cát nhám rất là đẹp. Nói chung là chỉ có bị trầy nhẹ nhẹ ở đây thôi. Ngoài ra là không nứt nẻ, không bị cắn móp gì nha. Nón này là thuộc hàng đẹp. Giá 1 triệu. Rồi, 160.3. Đây là một cái nón sắt mạ chrome. Đây là nón sắt mạ chrome nha. Nhìn nó giống như là inox vậy đó. Nó là gọi là nón sắt mạ chrome. Dòng này là nó cực kỳ hiếm. Nó chỉ dùng trong các cái buổi lễ bên bên Mỹ thôi. Trong quân đội Mỹ thôi. Ở đây nè. Nó có cái mã là M302. Cái mã của nó là M302 nè. Đây nè. Nón sắt mạ chrome. À, ngoại hình của nó thì nhiều khi nó cũng có cấn móp nhẹ nhẹ nha. Có cấn móp nhẹ nhẹ thôi. Cái này thì mình về mình lấy cái chày á, mình gõ ra thì nó sẽ đều lại. Tất nhiên là nó rất là nhẹ thôi. Anh em nào mà không, nói chung là không quá khắt khe thì mình cứ để bình thường, nó không ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ là có cái gợn nhỏ xíu thôi, không nhiều thôi. Đó, nón sắt mạ chrome. Rồi nón này thì có giá là 2 triệu. 2 triệu cho cái nón sắt mạ chrome này. Dòng này là cực kỳ khó tìm nha, rất lâu mới có được một cái. Rồi, 160.4 nè, đây là một cái nón phíp. Một cái nón phíp Mỹ dạng lưỡi trai. Cái này thì vòng đầu nó từ 54 cho đến 58, nhưng mà anh em nào tầm 58 đổ lại thôi thì đội nó sẽ đẹp. Còn nếu mà vòng đầu mà lớn quá thì mình đội lên thì kiểu như cái dòng lưỡi trai này nhìn cái bề ngang nó nhỏ, mà nếu mà mình đội cái đầu mình to quá thì mình đội lên là nhìn giống như cái nón nó bị nhỏ hơn cái mặt mình, nó sẽ không có đẹp. Nên là cái này anh em nào mà khuôn mặt nhỏ nhỏ
vòng đầu 58 độ xuống thôi thì mình đeo nó sẽ rất là đẹp, còn vòng đầu lớn quá thì đeo nó sẽ không đẹp. Đó, một cái nón phíp của Mỹ thời xưa, nói chung là lành lặn không nứt bể gì hết nha. Giá của nó là 2.100.000, 2.100.000. Ở đây thì nó có hai cái tai nè, trên tai nó có để US nè. Cái tai này hồi xưa là lính nó để nó gắn cái đèn pin nè, thứ nhất là để gắn đèn pin hay là mấy cái máy quay phim hay là cái gì đó, nói chung là mình gắn lên cũng được nha. Rồi nón này thì có giá là 2.100.000, nón rin toàn bộ nha. Rồi 160.5 thì đây cũng là một cái nón phíp của Mỹ, cái này là nón phíp vành, nón này khá là đẹp nha, nón phíp vành. Thì cái này vòng đầu của nó thì nói chung là 60 đổ lại là đeo được, vòng đầu 60 đổ lại là đeo được, nón thì khá là đẹp, không có bị mẻ vành nha. Thường thường cái dòng nón phíp thì nó sẽ hay bị mẻ vành, nhưng mà cái này rất là đẹp nè, nói chung là khá là đẹp, khá là mới, không bị mẻ vành nha. Ngoại hình thì nhiều khi cũng có trầy trầy chút chút đó, gọi là trầy nhẹ nhẹ thôi. Rồi nón này thì có giá là 2.400.000 nha, 2.400.000 cho cái nón phíp của Mỹ này. Rồi 160.6 nè, đây là một cái nón phíp vành của Mỹ, mà cái này thì nó hiếm hơn tại vì nó có cái gọi là sọc dưa nè, lòng mặt trời nè, mọi người thấy không đó, nó có cái sọc 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 này giống như cái xanh, cái lòng mặt trời của nón bố vậy đó. Cái dòng này nó rất là hiếm. Rồi vòng đầu của nó thì nó cũng giống như cái kia thôi, anh em nào vòng đầu 60 đổ lại, vòng đầu 60 đổ lại thì sẽ đổi vừa cái này, cái này thì bên ngoài láng bóng hơn, rất là đẹp nha, cái này cũng hiếm gặp nữa. Đó, bên trong này thì nó có cái hàng chữ nè, bên trong này nó có cái tem nhưng mà nó hơi mờ mờ, nói chung là nhìn kỹ kỹ mới thấy nha. Rồi giá của nó là 2.500.000, 160.6, giá 2.500.000. Rồi 160.7, 160.7 thì đây là một cái nón nhôm, nón nhôm này gọi là nón nhôm 8 múi, hàng của Mỹ thời xưa. Đây, cái hãng của nó là hãng Wilson và Made in USA ở đây nha. Nón thì còn tương đối là đẹp, không bị cắn mót. Nón này là còn lớp gam nè, còn lớp gam nên nhìn nó mờ mờ mờ. Này là lớp gam của nó nha, tức là lớp rin của nó luôn đó. Rồi nón này có giá là 2.200.000. Cái này thì vòng đầu cũng từ 58 độ xuống nha, 58 độ xuống, 58 cho đến 54, 55, 56, 57, 58 gì đó thì ở sau mình điều chỉnh được, nhưng mà tầm 58, 59 độ xuống thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi nón này giá là 2.200.000. Rồi mã tiếp theo 160.8 nè, đây là một cái nón hội đồng của Pháp thời xưa, nón nhựa hội đồng Pháp xưa. Cái dòng này thì nó rất là xưa rồi, nó trên cả trăm năm rồi, nói chung là trên 100 năm đó, cho nên là cái này là cái lồng của nó là người ta đã làm lại rồi đó, cái này là lồng làm lại rồi nha, sợi dây quai cũng vậy luôn. Nhưng mà cái dòng này nó rất là hiếm, nón gọi là nón hội đồng Pháp, nón ong hội đồng Pháp thời xưa. Thì cái này cái vòng đầu của nó, để em đổi thử nè, cái vòng đầu của nó thì 58 độ lại thôi nha, vòng đầu là 58 độ lại thôi, đây đó, vòng đầu 58 độ lại. Cái hàng này thì nó rất là có giá trị siêu tầm, nó như thế này nha, nên nó mới có giá 1.800.000, chứ còn nếu mà nó đẹp hơn thì nó phải 3, 4, 5 triệu, 6 triệu, nói chung là rất là nhiều giá nha. Tại vì đồ này nó không có giá cố định, mỗi nơi bán một khác, quan trọng là anh em mình cảm thấy thích cái nào là mình chốt cái đó thôi, chứ còn giá thì nó sẽ không có cố định đâu. Tại vì với những người nào mà đam mê, những người nào biết chơi á, thì những cái nón này nó sẽ có rất là có giá trị, từ gọi là từ tiền bạc vật chất cho đến tinh thần luôn. Còn những người nào mà không thích chơi thì họ nói là cho người ta cũng không lấy đó. Thì chơi những cái dòng đồ xưa này thì nó là như vậy nha, nó giá trị nó không phải là về tiền mà nó về mặt tinh thần, hoặc là về những cái ký ức kỷ niệm thời xưa của mình vậy đó, thì mình mua. Rồi nón này là 160.8, giá là 1.800.000. Rồi 160.9 nè, đây cũng là một cái nón nhựa, hàng chuẩn xịn, cái này là của Mỹ, cái nón này là của Mỹ sản xuất nha, đây Made in USA nè. Nón này á, là dành cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, tức là lực lượng huấn luyện trong thủy quân lục chiến Mỹ, người ta sử dụng cái này.
Thì cái này á, thì nó là đời sau này thôi, nó đời tám mấy đến sau đến 2000 thôi chứ nó không phải là xưa lắm. Nhưng mà nó là hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ, do hãng là Helmet sản xuất nè. Cái hãng, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là về túi xách, nói chung là những hàng xa xỉ đó là Helmet sản xuất nè. Đó, nón này là nón nhựa nha, màu trắng, hàng chưa qua sử dụng. Cái này là mới 100% chưa qua sử dụng. Vòng đầu thì mình điều chỉnh được 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 gì đó, nói chung là đều được nha. Tại vì cái nón này, cái vành nó rộng á, nên mình đầu lớn đội càng đẹp không sao hết. Rồi nón này có giá là 2.160.9, giá 2 triệu. Rồi 160.10 nè. Thì đây là một cái mã cuối của ngày hôm nay. Thì đây là một cái nón nỉ của Mỹ thời xưa. Cái dòng này á, đây gọi là nón phớt nha. Đây là nón phớt, chất liệu nó là bằng nỉ, hàng chuẩn thời xưa. Size của nó rất là đẹp, 71/8 nè, USA nha. Size của nó là 71/8, tương đương với vòng đầu 50/57. Anh em nào mà 56/57, thậm chí là 58 vẫn đội vừa nha. 58 vẫn được vừa. Nói chung là 56/57/58 là đội vừa cái nón này. Nón này là hàng chuẩn thời xưa và nguyên rin toàn bộ. Siêu đẹp luôn, siêu mới luôn. Cái này gần như mới, chưa qua sử dụng. Giá của nó là 1.400.000, 160.10, giá là 1.400.000. Đây là nón nỉ nha, nón chất liệu bằng nỉ, còn hay là tên gọi là nón phết. Rồi giá này 1.400.000. Rồi thì hôm nay em lên 10 mã thôi. Mọi người quan tâm mã nào cứ liên hệ với em là 0983 880 344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người.